Thánh Stefano người Hungary, sinh năm 977, mất năm 1038. Người Hungary gốc từ Á Châu đã tiến vào lập cư trên bờ sông Danube. Họ sống bằng chiến tranh, cướp bóc và dữ tợn như thú hoang. Vào đầu thiên niên kỷ này, Gaysa, con cháu dòng Attila cai trị họ. Hầu tước Gaysa cưới Saronta, một thiếu nữ công giáo, và dưới ảnh hưởng của nàng, ông đã trở lại đạo công giáo. Nữ hầu tước rất nhiệt thành với đạo. Tương truyền rằng, Thánh Stefano đã báo cho bà biết, người con bà trông đợi sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và sẽ tiêu diệt ngẫu tượng trong xứ. Vì lòng sùng kính thánh tử đạo, bà thêm tên Stefano vào sau tên vai của con trẻ. 10 năm sau, Gaysa xin thánh Adalbert rửa tội cho con trẻ và mời các nhà truyền giáo đến. Stefano được trao cho các nhà thông thái và thánh thiện giáo dục. 15 tuổi, ngài đã chia sẻ với cha trách nhiệm trị nước, và 22 tuổi, ngài kế nhiệm cha sau khi ông qua đời. Lên nắm quyền, Thánh Stefano tìm thỏa hiệp với các lân bang và hiến thân cải hóa toàn dân. Nhưng các lãnh chúa theo ngẫu tượng bất mãn vì việc phóng thích nô lệ và đã coi dân Hungary là dân phản loạn. Stefano chuẩn bị chiến tranh bằng lời cầu nguyện và sám hối, cùng thi hành việc bố thí. Trên kỳ hiệu dẫn đầu binh đội, ngài trưng hình thánh giá, thánh Martino và thánh Gregorio. Thắng trận, ngài cho xây tại chỗ là Vestrem, một tu viện kính thánh Martino. Để chinh phục các thần dân cứng cỏi, ngài chạy đến các tu sĩ Cluny. Từ các tu viện, chính các tu sĩ mở mang văn hóa cho xứ sở do các trường học cạnh tranh tu viện. Thánh Stefano còn đề ra một chương trình ngoạn mục. Ngài sai sứ giả sang triều Yết Đức Giáo Hoàng Sylvester III, xin nhận Hungary vào số các quốc gia Kitô giáo và phong vương cho ngài. Đức Giáo Hoàng gửi cho ngài một triều thiên và một thánh giá bằng vàng, ban tặng cho ngài đặc ân dành cho các tông đồ. Thánh Stefano được công nhận là vua và tông đồ. Thánh Astrid đã phong vương cho vua vào năm 1001. Một thời gian sau, ngài đã thành lập 10 giáo phận với một tòa tổng giám mục tại Esztergom. Rất có lòng tôn sùng Đức Mẹ, ngài xây một thánh đường nguy nga kính Mẹ tại Székesfehérvár. Lòng bác ái của Thánh Stefano còn vượt ra ngoài biên giới Hungary. Ngài thiết lập nhiều nhà thương và tu viện ở Roma, Constantinople và Jerusalem, cũng như các nhà cho khách hành hương Hungary. Trong lãnh thổ của mình, ngài ra các sắc luật chống lại tội ác và lộng ngôn, rất nghiêm khắc với những người lỗi luật Chúa. Ngài lại rất nhân hậu đối với những bất công ngài đã chịu. Tín đồn vang xa, các lãnh chúa cười nhạo ngài, nhưng ngài càng hiến thân cho người cùng khốn nhiều hơn nữa. Người ta nói rằng ngài được ơn chữa bệnh và nói tiên tri. Đêm kia, có tiếng bên trong dục ngài sai người tới đưa tin cho dân vùng biên giới rút lui khỏi làng mạc của họ để họ khỏi bị tấn công. Sự việc xảy tới, vì được báo trước kịp thời, dân chúng được cứu thoát. Conrad, tân vương Đức, muốn xâm chiếm Hungary với một đội quân hùng hậu. Stefano truyền cho binh lính ăn chay và cầu nguyện. Binh đoàn của Conrad bị lạc giữa rừng cây, đầm lầy, sông rạch, không thể tiếp tế được và phải lui binh. Stefano toàn thắng mà không phải chiến đấu. Thánh vương ao ước thanh bình đã phải chiến đấu nhiều để bảo vệ thần dân. Ngài chiến đấu ở vùng Ba Lan, vùng Ban Can. Dầu chiến thắng, ngài không ngừng cầu nguyện cho dân khỏi thảm họa chiến tranh. Khi thắng được hoàng tử Transylvania, ngài trả tự do cho hoàng tử. Đổi lại, hoàng tử phải cho phép các nhà truyền giáo đến xứ mình. Sự thánh thiện của Stefano đã khuất phục được tất cả thù địch lẫn những người ghen ghét ngài. Các thử thách lớn lao hoàn tất việc thánh hóa nhà vua. Ngài đã lập gia đình với nữ công tước Gisele, con cái vua Henry II, bá tước miền Baviera. Hoàng hậu Gisere
là người đạo đức, đã giúp vua Stefano rất nhiều. Nhưng chẳng may, con cái họ đều qua đời lúc còn tuổi xanh. Còn một mình hoàng tử Emeric sẽ kế nghiệp cha mình, nhưng lại tử nạn trong một tai nạn lúc đi săn. Thánh Stefano vượt cùng mọi đau đớn bằng cách nhiệt tâm với bổn phận. Ngài đã chịu bệnh trong một thời gian dài, lại còn bị ghen tương ám hại. Theo một tường thuật, các lãnh chúa giận dữ với sự công thẳng của Ngài nên đã tìm cách sát hại Ngài. Kẻ sát nhân lận dao trong áo lẻn vào phòng Ngài, nhưng khi vừa thấy Ngài, hắn bỗng hối hận và tự thú ý định tội ác của mình. Vua chỉ nói: "Hãy giảng hòa với Chúa và đừng sợ bị tôi trả thù." Ngày lễ Mông Triệu 15 tháng 8, Thánh Stefano qua đời và được mai táng trong đền thờ Đức Bà ở Jeket Fehewas. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.